Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 5. Tuần học hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần 13. Luyện tập chung. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, vân vân. Bài số 1 tính bằng hai cách. Chúng ta sẽ có là 2,15 ta cộng với 3,85 ta nhân cho 1,2. Cách đầu tiên thì chúng ta cộng trong ngoặc, rồi chúng ta nhân cho 1,2. Hai này chúng ta cộng lại, 5 ta cộng cho 5 rồi bằng 10, chứ không ta nhớ 1. 1 ta cộng với 8, 9, 9 ta cộng với 1 rồi bằng 10, biết không ta nhớ 1. 5, 6. Như vậy cái này là 6 ha. 6 ta nhân cho 1,2. Cái này chúng ta bỏ 2 số 0 này đi. Bỏ 2 số 0 này đi, không có ảnh hưởng gì nha. Rồi, 6 ta nhân cho 2 là bằng 12, với 2 ta nhân 1. Phải 6, 1, 6, 1 nữa là 7. 7,2. Rồi bài này. Bài này thì chúng ta sẽ làm theo cái dạng gọi là nhân phân phối vào. Đây. Đây gọi là nhân phân phối. Mà cái cụm từ này á, thì chúng ta lên lớp 6 chúng ta mới nói đến cụm từ này. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã học rồi, nhưng mà người ta không nói đến cái cụm từ là gọi là nhân phân phối. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy là 2 nè, phải 15 nè, ta nhân cho 1,2. Dấu này dấu cộng chúng ta ghi lại. Còn nếu như chỗ này dấu trừ thì chúng ta ghi lại dấu trừ ha. Đây là dấu cộng. 3,85 này ta nhân cho 1,2 này, đó gọi là nhân phân phối. Rồi cái này chúng ta nhân được bao nhiêu xuống đây, cái dấu cộng chúng ta ghi lại. Rồi cái này chúng ta nhân được bao nhiêu ghi xuống đây. Rồi hai này chúng ta cộng lại với nhau. Rồi bên này chúng ta nhân được là 2,58. Rồi bên này chúng ta nhân được là 4,62. Rồi hai này cộng lại, 8 cộng 2 bằng 10, biết không ta nhớ 1. 6, 11, 12, biết 2 ta nhớ 1. Phải. Hai cách tính nó cũng giống nhau nha. Chứ mà hai cách tính mà kết quả khác nhau coi như là sai á. Chúng ta qua bài số tiếp theo là bài số 2, tính bằng cách thuận tiện nhất. Trong này chúng ta thấy nè, 16,7 nhân cho 2,5 trừ cho 6,7 nhân cho 2,5, chúng ta thấy có con số 2,5 và 2,5 giống nhau. Chúng ta gọi là đây là đặt nhân tự chung. Còn này gọi là nhân phân phối. Nhân phân phối thì ra cái này. Và từ cái này chúng ta chuyển về cái này thì gọi là đặt nhân tự chung. Đặt nhân tự chung, còn này là gọi là nhân phân phối. Cái này chúng ta làm ngược lại qua với cái này. Chúng ta lấy là có 2,5 này. 2,5 chúng ta ghi ra ngoài. Nhân này. Ở đây là còn lại là 16,7. Đây là dấu trừ. Trừ chỗ này là 6,7. 6,7. Rồi, cái này chúng ta làm trong cái ngoặc trước. Cái này là 2,5, chúng ta ghi lại này. Nhân cho cái này trừ 7 trừ 7 bằng 0, 16 như vậy còn 10. Rồi, nhân hai này là được là 20, 15. Bài này cũng vậy, chúng ta thấy cái cụm tích bên này có 5,7, cái cụm tích bên này có 5,7 nha. Chúng ta đặt cũng gọi là đặt nhân tự chung, 5,7 ra ngoài. Nhân cho 4,615 ta cộng cho 5,3015. Rồi, hai này chúng ta cộng lại, 5,7 ta nhân cho cái này cộng lại là bao nhiêu đây? 5,5,10 không nhớ 1. 6,3,9,1,10 không nhớ 1. Nhân cho 10 bằng 57. Cái này được gọi là đặt nhân tự chung ha. Cái này thầy ghi là gọi là đặt nhân tự chung. Hai cái này được gọi là đặt nhân tự chung. Chúng ta lấy cái giống nhau, cái chung là cái giống nhau, chúng ta lấy ra ngoài. Nhân tự chung, cái này lên lớp 6 chúng ta mới nói đến cái tay này ha. Chúng ta cũng vẫn học là kiểu này. Nhân tự chung. Còn trên gọi là nhân phân phối. Cái này gọi là nhân phân phối ha.
nhân phân phối. Đó, cái này gọi là nhân phân phối. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Đặc tính đầu tính 23,4 ta chia cho 6. 23 ta chia cho 6. Chúng ta nhẩm bảng câu trừ, 6 x 4 là 24, vượt quá. 6 x 3. 6 x 3 18. 18 như vậy là còn lại là 5. Như vậy là còn lại là 5. 5 chúng ta hạ con số 4 này xuống, mà số 4 này của phần thập phân thì chúng ta đánh dấu phải bên này. Yeah. Số 4 này của phần thập phân. 54 ta chia cho 6 đều được 9. 9 lần 6 là 54. 54 ta trừ 54 bằng 0. Bài này 5,95 chia cho 17. Số 5 cái phần nguyên này nhỏ 17, cho nên chúng ta chia được 0 lần. Rồi, nhưng vẫn còn số 5. 9 là hạ xuống, 9 là của phần thập phân, chúng ta đánh dấu phải. 59 ta chia cho 17. 7 bỏ, 9 bỏ thân nhẩm, 5 ta chia cho 1 là được 5, nhưng mà 5 chúng ta nhân ngược lên nó vượt lắm. Chúng ta hạ tầm khoảng cửa là 4 hoặc 3 thôi. Nếu như 4 4 à 47 28 như 2 6 như vậy không được. Chỉ có 3 thôi. Rồi 3 chúng ta nhân ngược lên thì chúng ta sẽ được còn trừ nhau còn còn 8. 5 ta hạ xuống. 85 ta chia cho 17. Được là 5 lần. Rồi chỗ này thiếu rồi. Vậy là 85 ta trừ cho 85 bằng 0. Chia cho 40, 15. 55 ta chia 45 được 1. Như vậy là 55 mà ta trừ cho này là còn lại là 10. 55 0, 5 trừ cho 10. 10 ta hạ số 8 xuống thì chúng ta đánh dấu phải nha, nhớ đánh dấu phải nha. Số 8 là của phần thập phân. 108 ta chia cho 45. Vậy là được 2 lần. 2 nhân ngược lên là bằng 90. Như vậy là 90 thì còn lại là 8, 18. 18. Như vậy chúng ta muốn chia nữa cũng chia được, được không? Chúng ta thay số 0 vào, chia tiếp. 180 ta chia cho 45 là khoảng cửa là 4 lần. Rồi chia là được 4 lần. 4 nhân ngược lên là vừa đủ luôn, là 180 trừ nhau bằng 0. 30,4 ta chia cho 5. 30 chia 5 là được 6. 6 5 30 thì còn 0. Nè. Rồi ta hạ số 4 xuống. 4 là của phần thập phân, ta đánh dấu phải. 4 là chia 5 là được 0. Nè. Như vậy còn số 4 ta thêm số 0 vào. 40 ta chia 5 được 8. 8 x 5 40, 40 ta trừ 40 bằng 0. Nó qua bài số 4. Khoanh vào chữ đặt trước có trả lời đúng. Câu A, kết quả tính nhẩm 3,75 ta chia cho 100. Chia 100 có nghĩa là cái dấu phải, dấu phải này nó sẽ chuyển qua bên tay tay trái. Nè. Ngay chỗ này chúng ta sẽ chuyển qua là hai số đúng không? Như vậy là 0,0375. Như vậy chúng ta đi tìm con số này. Đây câu D này. Câu B, kết quả của phép tính. Cái này chúng ta sẽ chia cho 1.000 là nằm dưới đây. Để chia cho 1.000 thì 3 số 0 dấu phải nằm đây. 3 số 0 là dấu phải nó nằm đây. Còn dưới này là chúng ta làm gì đây? Ta nhân. Nhân 0,1 này thực ra thì chúng ta là thành nó chia á. Tại vì 0,1 là bằng 1 phần 10. Cái này chúng ta sẽ chia 10. Câu này chúng ta sẽ chia 100. Cái này chúng ta sẽ chia cho 1.000. Như vậy câu này đúng nè. Nhân cho 0,001 thực ra thì nó là
ta chia cho 1.000 nhá. Tại vì bản thân cái con số này nó chính là 1/1.000. Cái này chúng ta sẽ chia cho 1.000. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5. Có 5 hộp bánh như nhau, cân nặng là 1,25 kg. Hỏi 48 hộp bánh như thế cân nặng là bao nhiêu kg? Vậy 5 hộp mà được bao nhiêu? Người ta tính thử 1 hộp là bao nhiêu, ta lấy số này ta nhân cho, ta chia cho cái này. Chia này là được bao nhiêu rồi ta nhân cho 48. À, gọi là bài toán này gọi là rút về đơn vị. Số kg 1 hộp bánh cân nặng là, ta lấy 1,25 ta chia cho 5 là bằng là 0,25 kg. Rồi từ đây thì chúng ta tính cho 48, được, một hộp là 0,25, chúng ta tính cho 48. Số kg bánh bốn mươi tám hộp cân nặng là, ta lấy 48 mà ta nhân cho mỗi hộp là 0,25 là bằng là 12 kg. Đáp số mười hai kg. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Tìm thương và số dư trong phép chia 34 là chia cho 5. 34,5 là chia cho 65. Phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số. Như vậy thì người ta đã cho là A, B, C, D. Chúng ta xem. Rồi, bây giờ thầy chia cái phép chia này cho em xem. Vậy là 34,5 ta chia cho 65. 34 là chia cho 65 thì là được không lần. Được không? Đồng ý không? Vậy không không lần thì còn lại là 34. Số 5 này ta hạ xuống thì chúng ta đánh dấu phải. 345 chúng ta chia được 65 thì là được là 5 lần. À, 5 lên nhân lên là chúng ta sẽ còn là dư là được là 20. 20 chúng ta thêm số 0 vào đây thì này chúng ta sẽ được là 3 lần. 3 lần đó là còn lại là 5. Chúng ta đừng có thấy con số 5 là dư 5 là không phải nha. Cái thương của nó là 0,53, đều có 5 0,53 hết. Bây giờ quan trọng là số dư. Đừng có thấy cái con số đây là số 5 này là dư là không phải ha. Đây là cái phép chia trong số thập phân. Thì chúng ta xem này, đây. Sau dấu phải này mấy số? Như vậy thấy là hai số không? Số 5 là 1, số 3 là 2, như là hai số. Thì cái số dư này nó là số dư nó là 0 phải nè. Sau dấu phải này nó cũng là hai số. Được, sau dấu phải này cũng là hai số. Số 5 là một số rồi. Như vậy còn thiếu một số 0 nữa. Đó. Đây là hai số thì cái dấu số dư này nó cũng là hai số cho dấu phải. Thì số 5 là một số rồi, còn số 0 thiếu là ta thay vào đây. Như vậy đây cái kết quả này mới đúng này. Nó đi tìm cái số dư. Đây, số dư này đây. 0,05 câu C. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 7. Một kho chứa 45,2 tấn gạo. Lần đầu người ta lấy ra 1/8 số gạo đó, lần sau lấy tiếp 1/5 số gạo còn lại. À, cái này là số gạo còn lại nha. Chứ không phải là 1/5 là số gạo là trong này. Hỏi sau hai lần lấy trong kho còn lại là bao nhiêu tấn gạo. Rồi trước tiên chúng ta sẽ lấy cái số gạo lần đầu ra, là ta lấy số này ta chia cho 8. Rồi chúng ta đi tính cái số gạo lần đầu lấy ra là số tấn gạo. Trong này người ta cho tấn đúng không? Số tấn gạo. Số tấn gạo lần đầu
lấy ra là ta lấy 45,2 ta chia cho 8 bằng là 5,65 tấn gạo. Tiếp theo, lần sau lấy tiếp 1/5 số gạo còn lại thì chúng ta phải đi tính cái số gạo còn lại rồi chúng ta ấy này, ta lấy số này ta trừ cho số này để ra số gạo còn lại, rồi chúng ta lấy tiếp 1/5 chứ đúng không. Như vậy là số gạo còn lại sau khi lấy là 1 là 45,2 ta trừ cho 5,65 bằng là 39,55 tấn gạo. Rồi bây giờ chúng ta từ cái số lượng này chúng ta lấy ra 1/5. Số tấn gạo lấy tiếp lần sau là rồi ta lấy 39,55 này chia cho 5 bằng 7,91 tấn gạo. Rồi người ta hỏi sau hai lần lấy ở trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo. Rồi bây giờ chúng ta lấy số này lên trừ được cái số này được, trừ số này thì ra số tấn gạo trong kho còn lại là 39,55 ta trừ cho 7,91 bằng 4,6,1,3 tấn gạo. Đáp số ba mươi một phẩy sáu mươi bốn tấn gạo. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 8, tìm x. Cái này chúng ta nhân cái này trước, x ta nhân cho 3 nhân 5 là 15 bằng 2,7. Đây là một cái tích, một cái tích muốn tìm thừa số cho biết, ta lấy tích ta chia cho cái thừa số đã biết, x bằng là 0,18. Bài này 1,2 ta chia cho x ta nhân cho 4 bằng 20. Rồi bài này thì chúng ta xem những cái cụm này nè. Đây là một cái xem những cái cụm này là đây là dấu nhân thì đây là một cái tích. Đây mẫu tích ở đây là muốn tìm thừa số cho biết. Ta lấy tích là 20 ta chia cho 4. 1,2 ta chia cho x là bằng 5. Rồi từ đây thì muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia ta chia cho thương, ta lấy là muốn tìm số chia ta lấy số bị chia là 1,2 ta chia cho thương, x bằng là 0,24. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em tìm bài học trong kênh của thầy thì dưới cái phần mô tả tất cả những clip của thầy có để cái đường link nhé. Thì chúng ta nhấp vào cái đường link đó thì con vào cái trong blog của thầy. Trong blog của thầy rất là nhiều sách, trong đó có vô ly rồi vừa bài tập.
rồi nâng cao để kiểm tra, để thi, vân vân.